Tàu hữu cùng đọc bài Thỉnh Pháp Sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa tham ma ta sana sana ya cha ga tha brahma cha loka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa lang a ya cha tha san ti tha sa ta ba ra cha cha ka ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê vinh quy na dành cha ca dân su tân cha bành tham a phi tham ma chậm mong a cô ta dành tô cha tu sa cha đành đằng bắp bồ tha này về ba vi sa gia mắt chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích, hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và con kính chúc đạo tràng được một bài pháp thoại từ sư với nhiều lợi lạc. Dạ, con kính trao mất bài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Dạ, kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học đến cái chi cuối của thất giác chi, tức là xả giác chi. Thì xả ở đây nó là một cái trạng thái trung dung, dung hòa các pháp đồng sanh, cho các pháp nó ngang nhau, không để cho các cái pháp nào mà nó vượt trội, thái quá bất cập. Cho nên khi mà chúng ta luyện tập mà cái pháp hành xả thì sẽ giữ được cái thân tâm quân bình. Thì cái trạng thái mà quân bình, trung dung, thăng bằng này á, thì chúng ta hiểu chúng ta hiểu nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà chúng ta giữ một cái nội tâm mà quân bình trước những cái pháp thế gian thì nó cũng rất là khó, chứ không phải dễ. Một vị hành giả mà thực hành phát triển cái tâm xả đó, có cái thái độ, có thái độ bình thản, nhận trước các đối tượng hài lòng cũng như là không đáng hài lòng, thì khi mà cái vị hành giả mà cố gắng mà giữ được cái tâm như vậy đó, thì nó sẽ có cái trạng thái cái tâm an tịnh, như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng mà muốn mà được cái những cái trạng thái quân bình thì cái tâm phải thực hành cái
những cái pháp để đem đến cái tâm xả. Thì trước hết á, bây giờ tại sao mà chúng ta bị dao động trước các cái pháp thế gian, được lợi mất lợi, được danh mất danh, hạnh phúc đau khổ, khen chê. Thì khi mà trước các cái tác động của cái thế gian tám ngọn gió đời, thì chúng ta thường thường khi nào mà được lợi thì chúng ta hoan hỷ vui mừng, khi mà được khen, được người ta tán thán, thì mình hoan hỷ, hân hoan. Rồi khi mà cái trạng thái mà hạnh phúc, thì mình thỏa thích. Rồi ngược lại khi mà gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng thì sao? Mình khổ đau. Nghe những cái lời chê trách, mình bực bội, khó chịu. Đó, cho nên là cái thường thường là cái tâm phàm nhân chúng ta hay bị sao động trước những cái pháp thế gian. Thì như mẫm sư hay nói vui vui đó là bác phòng thần chợ. Do cái tâm mình á chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, do cái tham ái, do cái tham muốn, cho nên là chúng ta đau khổ. Thì khi mà chúng ta muốn rèn luyện được cái tâm xả, thì chúng ta phải hiểu biết về cái tri nhân tri quả. Chúng ta biết bất cứ một cái pháp nào mà nó sanh ra ở trong cái thế gian này á, đều có nhân quả, do nhân do duyên mà nó sanh. Khi mà những cái nhân tốt đẹp, nhân thiện, đến lúc nó cho quả thì sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp. Còn nếu mà những cái nhân bất thiện, những nhân xấu, thì thường nó cho những cái quả không có được tốt đẹp. Đó. Cho nên đó là khi mà chúng ta biết về cái nhân quả, cái quy luật của nó, thì sao? Thì khi mà chúng ta được những cái điều thuận lợi tốt đẹp, cái đời sống hanh thông, thì mình biết mình cũng không có quá vui mừng, rồi cống cao ngã mạn tự hào. Mình biết rằng do nhân duyên, những cái nhân lành, những cái chủng tử tốt đẹp chúng ta đã tạo trữ, bây giờ đến lúc nó cho quả thì mình biết như vậy. Rồi khi mà cái khó khăn, chướng ngại, những cái nghịch cảnh nó đến trong cái cuộc sống, thì chúng ta cũng biết rằng do những cái chủng tử xấu và những cái bất thiện mà chúng ta đã tạo trữ, đến lúc cái quả nó đến. Thì tại sao mà khi mà mình được những cái điều tốt đẹp hanh thông thì mình chấp nhận, mà bây giờ đến những cái chướng nghiệp, những cái nghịch cảnh thì mình lại uất ức, trách móc, than thở, khổ đau. Đó. Cho nên khi mà chúng ta biết về cái nhân quả, khi mà chúng ta chấp nhận cái điều tốt đẹp là cũng do nhân do quả nó đến, mà dù cái khổ đau
cái chướng ngại trong đời sống, à, thì cũng do nhân do quả, à, để chúng ta có một cái thái độ mà trung dung, rồi tri phước, à, chúng ta luôn luôn chúng ta muốn được cái những cái điều tốt đẹp, à, nhưng mà sao cái phước cái quả nó đầu theo như cái ý muốn của mình, à, cho nên á là chúng ta cứ muốn được hơn người khác, muốn được tốt hơn, muốn được đẹp hơn, muốn được thông minh hơn, à, muốn được an tịnh hơn, à, nhưng mà cái phước của mình á nó kém quá đi, à, cho nên bây giờ á mình có mong cầu mong muốn cỡ nào cũng không có đạt được, à, cho nên á khi mà chúng ta biết cái phước của mình chừng đó, à, thì sao khi mình biết cái phước của mình thì sao mình sống tri túc, à, khi mà mình tri túc mình chấp nhận, à, cái phước của mình thì sao cái tâm mình nó sẽ an ổn, à, mình đừng có mong cầu, mình đừng có đòi hỏi cái gì mà nó vượt trội, nó quá cái phước của mình, à, đó. Thì khi mà chúng ta có được cái hiểu biết và cái phước báo của mình chấp nhận cái tri túc vừa đủ thì sao nó sẽ đem đến cái sự an ổn, à, mình cứ nhìn lên mình muốn mình đua đòi, à, thì sẽ khổ đau, nhưng mà bây giờ á mình chấp nhận, à, thì mình sẽ có cái đời sống an ổn. Rồi cái tri pháp, à, thì quý vị thấy rằng á tất cả ở thế gian này gì không ngoại danh sắc, à, tinh thần và vật chất, à, cho nên á mà danh sắc ở đây là gì? Nó cũng sanh khởi theo nhân theo duyên, à, đó. Rồi cái danh sắc này đó nó bị chi phối bởi cái gì? Cái định lực, à, luôn luôn là biến đổi, à, luôn luôn là thay đổi không ngừng trong từng giây từng phút, thay đổi trong từng sát na. Và khi mà nó thay đổi như vậy đó, à, danh sắc nó thay đổi vậy nó mới đem đến cái sự bất tội nguyện khổ đau, à. Rồi chúng ta có muốn điều khiển, à, muốn can thiệp, muốn sửa đổi cũng được, à, tất cả các pháp nó diễn trình theo cái quy luật tự nhiên của nó, à, theo cái định lực của tam tướng, à, tất cả các dạng vật ở thế gian này, à, đều bị cái định lực vô thường khổ vô ngã này nó chi phối, à, chúng ta không có thể điều khiển hay thay đổi được gì hết, à. Thì khi mà chúng ta biết được những cái điều này đấy, chúng ta có cái thái độ chấp nhận, à, thì chúng ta sẽ được an ổn. Đó, khi một vị hành giả tu tập thì ai cũng mong cầu sớm được thoát khỏi cái thế gian này, à, nhưng mà mình chưa có đủ duyên nhân, chưa đủ duyên, à, cho nên á là chúng ta phải chấp nhận, à, phải chấp nhận về nhân quả, phải chấp nhận cái nhân duyên, à. Do đó đó mà ngài Viên Minh ngài có viết cái hai câu, à, giải thoát á là ung dung trong ràng buộc, niết bàn là tự tại giữa khổ đau. Đó,
Thì quý vị thấy rằng các bậc thánh A-la-hán, các ngài đã ngao ngán, nhàm chán cái thế gian này, ghê sợ, kinh tởm cái thân ngũ quẩn này. Nhưng mà bây giờ có muốn sớm cũng được. Các ngài muốn từ bỏ, lìa bỏ cái thân ngũ quẩn này, nhưng mà do cái duyên, cái nghiệp chưa đến lúc, thì cũng phải chịu mang cái thân ngũ quẩn này, rồi những bệnh tật khổ đau nó hành hạ do cái duyên, cái nghiệp. Nhưng mà sao, khi mà các ngài chấp nhận thì cái tâm nó an ổn, tại vì cái quả nó đến rồi, giờ mình không làm gì được hết. Cho nên khi mà chúng ta chấp nhận cái sự trói buộc của cái định luật, cái quy luật thay đổi của danh và sắc, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Khi mà mình chấp nhận nó thì sẽ thấy nó an ổn, không? Rồi còn nếu mà bây giờ mình có muốn trốn chạy, muốn giải thoát, muốn xa lánh cũng được. Cho nên là mặc dù còn mang cái thân ngũ quẩn, còn bị chi phối bởi nghiệp báo, còn những cái cảm thọ khổ đau, nhưng mà các ngài, cái tâm của các ngài vẫn quân bình. Cho nên là hiểu như vậy, nhưng mà một cái kẻ phàm nhân mà muốn giữ cái tâm quân bình nó rất là khó. Thì cũng có nhiều cái câu chuyện, cái trường hợp mà như Đức Thế Tôn bị cái nàng mướn những cái tên du đảng, nó đón được, nó chửi bới những cái danh từ thô tục thậm tệ, nhưng mà Đức Phật vẫn giữ cái tâm bình thản. Hay là cái trường hợp mà một cái vị Bà La Môn muốn thử cái thách cái lòng mà hành tâm hành xả của ngài Xá Lợi Phất, cái vị này đánh trình dày ngài Xá Lợi Phất một cái thật mạnh, nhưng mà ngài cũng vẫn bình thản đó. Cho nên là chính nhờ các ngài đã tu tập, đã rèn luyện rồi, cho nên là các ngài giữ được cái tâm quân bình trước những cái khổ đau của cuộc đời. Nhưng mà cái người phàm nhân mình còn bị tác động, cho nên chúng ta còn khổ đau. Cho đến khi nào mà chúng ta hiểu biết đầy đủ, chúng ta có sự nỗ lực thực hành, thì lúc đó mình mới có thể giữ cái tâm bình thản. Thì khi mà chúng ta giữ được cái tâm quân bình, bình thản trước cái pháp thế, là một cái điều khó. Thì có người tình cờ sư cũng đọc được những cái dần thơ, xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều ngu hại. Tại vì khi mà mình cho là tôi bị phỉ báng, tôi bị mưu hại, thế này thế khác, thì chúng ta sẽ đau khổ. Còn mình chấp nhận biết bây giờ đây là cái quả, cái
điều tốt đẹp nó cũng đến, mà điều xấu xa nó cũng đến. À, thì mình chấp nhận thì mình sẽ được an ổn. À, ví dụ như trong cuộc đời đó, đâu phải chúng ta cứ những cái điều tốt đẹp không. Có những lời, có những người thì họ tán thán, họ khen ngợi, nhưng mà rồi cũng có người họ quỷ bán, họ chê trách. Thì cái chuyện mà tán thán hay quỷ bán nó là bình thường. Khi mà mình giữ tâm mình nói, bây giờ trước khi mình nghe những cái lời mà người ta tán thán, mình hoan hỷ, mình vui mừng. Thì sao? Thì khi mà va chạm với cái lời mà quỷ bán thì mình khổ đau. Còn mình giữ cái tâm, khi mình nghe người ta tán thán thì sao? Mình phải phòng bị, mình chuẩn bị. Bữa nay họ vui vẻ, họ khen ngợi, họ tán thán mình, chứ biết đâu chừng một lát nữa ngày mai họ có thể họ quỷ bán, họ chê trách mình. Thì sao? Mình biết trước cái chuyện mà khen ngợi, tán thán rồi quỷ bán nó là chuyện bình thường. Rồi khi mà người ta quỷ bán, ta chê trách mình, ta phỉ bán mình, thì mình cũng chuẩn bị, không sao. Người này chê trách, người này phỉ bán, thì cũng sẽ có người khác khen tặng. Đó là cái chuyện bình thường. Thì khi mà chúng ta biết có cái sự chuẩn bị trong cái tâm mình như vậy đó, mình giữ cái thái độ trung dung. Khi mà người ta khen ngợi mình cũng không vội mừng, mà người ta có phỉ báng chê trách thì mình cũng không có buồn. Thành ra sao? Ta nói có những người họ xô mình té ngã, nhưng mà cũng có người sẽ nâng đỡ mình đứng dậy. Cho nên khi mà mình bị người khác họ quật ngã, họ xô mình ngã, thì mình cũng đừng có giận hơn. Tại vì mình suy xét cái nhân xấu nó đến, do trước kia mình cũng đã từng gieo những cái chủng tử không tốt đẹp, cho nên bây giờ cái quả xấu nó đến. Rồi có người khác họ nâng đỡ mình, đứng dậy, thì biết thì cái này cũng do cái nhân lành hồi đó mình cũng giúp đỡ, nâng đỡ người khác, cho nên bây giờ có người nâng đỡ giúp mình đứng lên. Thấy không? Cho nên là đối với các bậc thánh do hiểu biết về nhân quả, cho nên là các ngài giữ được cái tâm bình thản. Tại vì sao? Tất cả chúng sanh không ai hoàn toàn thiện hết, mà cũng không có ai hoàn toàn là xấu xa. Cho nên vì chúng sanh phạm nhân, cho nên cũng có cái mặt tốt, cũng có những cái thiện lành, nhưng mà cũng có những cái xấu. Cho nên khi mà mình gieo những cái nhân có trắng có đen, thì bây giờ cái quả nó đưa đến cũng có đen có trắng. Và sao chúng ta luôn luôn thấy được những cái điều tốt đẹp của tất cả mọi người ở trong thế gian này. Cho nên là trong cái mà pháp mười pháp ba la mật thì hồi đó mỗi ngày hòa thượng Pháp Lạc hay tụng cuối cái thời kinh là tụng về mười pháp ba la mật, nhưng mà cái pháp cuối cùng, pháp hành xả, mình muốn giữ được cái tâm an tịnh quân bình, tất cả
trước tất cả chúng sanh ở thế gian này là sao? Mình luôn luôn mình thấy cái tốt cái đẹp của mọi người. À, cái người mà dù cho tệ hại xấu xa đến đâu á, họ cũng có một cái gì đó tốt đẹp. Mà cái người mà dù cho tốt đẹp tới nào á, là phàm nhân, thế nào họ cũng còn khuyết điểm. À, cho nên á, khi mà chúng ta thấy, chúng ta lấy những cái mặt tốt, mặt tích cực của cái chúng sanh đó để khỏa lấp đi những cái điều không tốt đẹp, thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm quân bình đối với tất cả chúng sanh. À, còn đối với các pháp thì sao? Chúng ta thấy rằng tất cả đều do nhân, do duyên, do nghiệp báo, do những cái quả mà nó đưa đến. Cho nên đó là chúng ta giữ cái tâm quân bình trước các cái pháp thế gian đó. Cho nên đó là những cái điều này, những cái điều mà giữ được cái tâm quân bình trước pháp thế gian nó rất là khó. Chỉ có các bậc thánh, các ngài mới giữ được, không? Còn phàm nhân có đôi lúc những cái phiền não nó sanh khởi thì cái chuyện đó là bình thường đó. Cho nên đó là chúng ta biết như vậy để gì? Để chúng ta xả bỏ, tha thứ những cái lỗi lầm của người khác họ làm, họ gây tổn hại cho mình. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ giữ được cái tâm quân bình, và luôn luôn chúng ta nở nụ cười trước những cái điều tốt đẹp, cũng như trước những cái chướng ngại nghịch cảnh. Đó, cho nên là ở trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật nói giống như tảng đá kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển xoay, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Thì đối với các bậc thánh lậu tận A La Hán hay là như Đức Phật thì sao? Đối với các pháp thế gian, đối với những cái điều xấu xa không tốt đẹp ở thế gian này, không có làm cho các ngài xao động. Bây giờ có một cái người đó đến khen tặng đảnh lễ thì tâm của các ngài cũng bình thường, cũng bình thản. Mà bây giờ có những người họ đến, họ quỷ bán, họ nhiếp mắng vậy, các ngài cũng bình thản đó. Thì cái đó mới là cái điều mà rất là khó làm. Cho nên đó là khi mà chúng ta muốn thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta phải nỗ lực rèn luyện trước những cái chướng ngại nghịch cảnh để chúng ta giữ được cái tâm quân bình. Có những cái nhân, có năm cái nhân để mà chúng ta phát triển cái xả giác chi. Thứ nhất là giữ tâm quân bình đối với tất cả chúng sanh. Giống như hồi nãy là chúng ta phải thấy được cái tốt cái đẹp của mọi người. Rồi đối với các pháp thì chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết về pháp thì chúng ta chấp nhận những cái định luật của tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Cái đó là cái quy luật chung của tất cả vạn vật rồi. Thì trước những cái khổ đau đi chăng nữa, chúng ta cũng giữ vững được cái tâm quân bình. Rồi chúng ta tránh những cái chấp thủ
phe phái hay là chấp thủ về những cái suy tư, mình cho là cái này đúng, cái này sai, cái này là tốt, cái này là xấu. Chứ sự thật ra đó, cái gì nó cũng không có phải hoàn toàn là tốt, mà cũng không phải là hoàn toàn là xấu. Tại vì chúng ta chấp cứng theo, rồi những cái tri kiến của mình, rồi đem đến những cái điều không có tốt đẹp. Rồi không có nên mà gần gũi với những cái hội chúng mà náo động, không có tâm yên bình. Và cái cuối cùng là gì? Chúng ta phải luôn luôn quán sát cái nội tâm của mình, phát triển cái xả giác chi, để thấy được cái gì? Sự sanh diệt của danh và sắc, sanh diệt của cái ngũ quẩn ở trong chính cái nội thân của chúng ta, để chúng ta thấy được, rồi chúng ta cố gắng nỗ lực phát triển. Khi mà chúng ta thấy được và tất cả những dạng vật ở thế gian này, danh và sắc luôn luôn là sanh diệt biến đổi, để từ đó chúng ta diệt trừ được những cái chấp thủ, thì sẽ đem đến cái xả giác chi, đưa đến những cái tài giác tốt đẹp. Thì qua cái thứ bảy này là xả giác chi, và những cái điều mà hiểu biết các bậc thánh nhân đã giảng giải, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khăn ngang, và kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, và có thêm những kinh nghiệm, những hiểu biết để phát triển cái pháp xã, đạt đến cái xã giác chi ở trong đời sống, trong sự tu tập, được nhiều tiến bộ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về đề tài bài học ngày hôm nay. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính thay mặt đạo tràng tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con một bài học quý giá về một trong 37 phẩm trợ đạo. Đây chính là chữ xả trong 37 phẩm trợ đạo. Và Nguyên Như xin kính mời anh thính pháp. Hôm qua anh có rất là nhiều câu hỏi với sư Bạch Sư, mà cái mic của anh không có lên được, bây giờ đã xong rồi, thành ra Nguyên Như xin kính mời anh thính pháp ạ. Hello, 1, 2, 3, 4. Dạ, thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, dạ, Nguyên Như xin kính mời anh thính pháp. Hôm qua anh có câu hỏi, anh nói là hôm nay anh sẽ xin hỏi lại với sư. Dạ, dạ, xin mời anh thính pháp ạ. Anh có thể cho Nguyên Như tín hiệu được không anh? Dạ, dạ, xin mời bàn tay của anh ạ.
Dạ, con là Thích Pháp. Dạ, con đang nói không biết có nghe được không ạ? Dạ. Dạ, mô Phật, con xin đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng với bà cô tu nữ con toàn thể đạo tràng. Dạ. Hồi nãy với con mic nó bị problem đó. Dạ. Thì bây giờ con đi thẳng vào cái câu hỏi thưa sư. Là tối hôm qua sư có giảng về cái mà định giác chi đó. Thì con có hơi thắc mắc ở chỗ là mà khi mà hành giả tu tập một thời gian thì họ đạt vào ở trong trạng thái là sát na định, cận định hay là thiền chỉ định trong thiền chỉ thưa sư. Như vậy cái trạng thái của những cái loại định như thế nào, nói về cái bốn cái yếu tố, tức là đặc tính, nhiệm vụ, sự thành tựu cũng như là cái nguyên cần để đại đưa đến cái định này thưa sư. Như vậy thì hành giả họ có thể phân biệt được cái loại định nào và cái trạng thái lúc đó ra sao thưa sư? Thầy sư có thể giảng rõ thêm về vấn đề này. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Quay lại cái định giác chi, thì nó có hai loại định: định của thiền thiền an tịnh hay là thiền chỉ. Thì cái định này đó là cái định nó chìm sâu, nó chìm sâu trên cái một cái đối tượng thôi. Ví dụ như giờ là cái vị hành giả này niệm về cái đề mục đất, thì cái niệm cái vị này cứ niệm đất 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 chú mục vào cái ca sĩ ná đất. Ngoài cái ca sĩ ná đề mục đất này á, không có chú ý vào một cái gì khác hết, tức là chìm hay là định sâu trong 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 cái đề mục đó, không có biết gì đến những cái đề mục khác hết, thì cái định đó là cái định của thiền chỉ, thiền an tịnh. Còn cái sát na định của thiền quán đó, thì ngay giây phút nào mà cái niệm cái định mình á, nó khắng khích với trên cái đề mục đó, nhưng nó khác ở chỗ là có một cái đối tượng khác, có một cái đề mục khác nó nổi trội hơn, nó xuất hiện, thì cái tâm mình liền ghi nhận hay biết chú vào cái đối tượng nổi trội đó. Đó là hai cái khác nhau. Cho nên á, hôm qua thì sư có nói đó, khi mà cái định của thiền chỉ á, là nó định trên cái tục đế, nó chú mục vào cái đất 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 thôi, cho nên là cái đối tượng nó không có thay đổi, cái đối tượng nó không sanh diệt. Còn á, cái vị hành giả quán vào cái tính chất đất, là nó cứng, nó mềm, nó sanh, nó diệt, nó thay đổi, phải không? Khi mà quý vị thiền tọa đó, khi mình xúc chạm với cái nền của thiền đường, hoặc là chúng ta ngồi trên cái ghế, nó có xúc chạm, mình biết cái tính chất là cứng. Nhưng mà cái cứng này đó đâu phải là nó vĩnh viễn, nó cũng thay đổi. Cho nên đó là cái định ở trên cái thiền quán đó, là nó gọi là sát na định, là nó định trên cái giây phút đó thôi. Nhưng mà khi có một cái đối tượng nào khác đó, nó sẽ ghi nhận và chú mục vào cái đối tượng mới xuất hiện đó. Cho nên là cái đối tượng của ở trên thiền quán nó là tính chất chân đế. Ở bên kia đó niệm đất 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 đất, là chú
mục vào cái màu sắc, à, rồi cái quan tướng hay là cái gì của cái đất nó hiện ra, à, nhưng mà ở bên thiền quán á, thì định trên cái gì? Định trên cái chân đế, tính chất cứng, nha, mềm, thấy không? Nó thay đổi mà. Có những lúc cái đất thì nó rất là cứng, à, nhưng mà có những lúc á, nó mềm. À, nếu mà nó cứng ngắc thì chúng ta không thể làm những cái đồ vật được. À, đó, cho nên cái mặc dù cái tính chất của nó là gì? Cứng mềm, hay là tính chất của nước là gì, nó dính hút quấn tụ, à, nhưng mà nó cũng thay đổi, à, có khi ở thể lỏng, à, thì nó lon chảy, à, nó dính hút, nhưng mà có những lúc á, nó ở thể hơi, nó di chuyển, nó bốc lên cao, rồi có những lúc á, là nó cũng ở thể rắn, à, nó cứng đó. Cho nên á, là mình nhìn vào cái tính chất đó để mà mình thấy được tất cả nó luôn luôn là nó thay đổi ha. Còn nếu mà cái người mà niệm thiền chỉ á, nhìn vô cái thao nước, niệm nước, thành ra cái đề mục nó không có sanh diệt, không có thay đổi. Còn cái đề mục của bên thiền quán á, những cái đối tượng này luôn luôn là nó biến chuyển, thay đổi, để mình mới nhận thức rõ cái tính chất của vô thường, à, và khổ và vô ngã. Đó, thành ra cái định á, định giác chi đó là định trên cái tính chất chân đế của danh sắc, và mình nhận ra được, à, sự sanh diệt, à, biến chuyển, thay đổi của tất cả danh sắc, à, để đưa đến cái trí tuệ, đi đến những cái kinh nghiệm hiểu biết. À, xin giải thích cái thắc mắc của Thính Pháp. À, chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con tri ân sư. Dạ, cho con có một câu hỏi tiếp tục thưa sư. Như vậy thì khi mà vị hành giả mà trú tâm trong một đối tượng mà duy nhất thưa sư, ở bên thiền chỉ thưa sư, là liên tục là miên mật mà không bám sát đối tượng, không bỏ rời xa đó, thì lúc đó cái trạng thái tâm của vị đó là chỉ là biết chìm đắm trong đề mục đó. Mà khi mà họ cảm thấy khinh an, nhẹ nhàng, hay là có làn khói bơ bẩn, cảm thấy lăng lăng trong người thưa sư, như vậy thì lúc đó có thể gọi là sự phóng tâm không thưa sư? Tại vì trong một cái sát na tâm thì chỉ có một cái đối tượng của trần cảnh nó bắt đó. Mà khi mà tâm cái bị đó mà dán chặt vào đề mục thưa sư, như vậy thì nếu mà cảm giác được cảm thọ là thọ hỷ sinh lên thưa sư, như vậy thì có thể gọi là sự phóng tâm. Còn nếu mà chú tâm đề mục thì làm sao mà vị đó có thể cảm nhận được là cảm giác đang khoan khoái, nhẹ nhàng, kinh an thưa sư? Sư có thể làm triển khai vấn đề này cho con hiểu rõ thêm thưa sư. Nhà mô Phật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Cái khi mà một vị hành giả mà thực hành thiền chỉ đó, khi mà cái tâm người ta định vô rồi đó, cái phỉ lạc nó phải phát sanh trước cái định. À, cái phỉ lạc là như là trạng thái nhẹ nhàng, lâng lâng, hay là ánh sáng, hay là nó lắc lư như là sóng tạc. Là những cái này đó, những cái phỉ lạc này đó, nó phải đi trước, à, tầm tứ hỷ lạc. À, khi mà qua khỏi cái phỉ rồi đó thì cái tâm nó trở thành an tịnh. À, cái
cái chi thiền phỉ hỉ nó thô rồi mới tới lạc, thì cái trạng thái của lạc đó là cái vi tế hơn, và khi mà lạc rồi đó mới đi vào định. À, thành ra khi mà cái vị này mà cái trạng thái mà phát sanh hỷ lạc đó là vị này còn biết, nhưng mà khi mà định rồi đó, định rồi đó là mới chìm sâu vô là không còn biết nữa. Cái trường hợp ở trong kinh mà cái vị mà Bà La Môn mà ngồi gần đường đó, có mấy trăm cổ xe, 200 cổ xe đi ngang qua, mà do cái vị này cái định sâu trong cái đề mục á mà vị này không biết. À, rồi Đức Phật mới nói lại cái một cái kinh nghiệm mà lúc đó là còn Bồ Tát. À, ngài tu tập thiền định á, mà lúc đó ngài cũng định sâu, cho nên là một cái cơn mưa rất là lớn, à, sấm sét nổ mà, à, coi như mà chết, à, đánh chết mấy con trâu đó. Mà ngài cũng hoàn toàn cái tâm ngài nó bất động, ngài cũng không hay biết đó. Thành ra đó chúng ta phải hiểu rằng cái phỉ lạc, cái phỉ hỉ nó đi trước, rồi sau khi cái hỉ nó lên tới cái tột đỉnh nó mới lắng dịu xuống. À, lúc đó là ở cái trạng thái lạc, hỉ lạc rồi mới đi vào định. À, thì coi từng cái chi pháp cái nào trước cái nào sau, à, thì mình phải hiểu rõ, nắm vững, để mà trong cái pháp hành mình không có, à, không có gặp những cái trở ngại. Và chúc thính pháp nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, kính thưa Sư, Sư cho con xin hỏi, khi mà mình hành thiền á, mình không có thấy được, mình nhận thấy được rằng là mình không có cái thọ khổ, mình không có bị đau nhất, thì không có thấy được cái thọ khổ, và mình cũng không có thấy được cái thọ hỷ, tức là cái thọ lạc, mình không có nhận biết được cái thọ lạc, tức là mình thấy là không có có cái thọ lạc ở trong đó. Và khi mà lúc đó thì cái tâm của mình đó, nó cũng không có lạc mà nó cũng không có khổ, thì lúc đó cái tâm mình nó cũng có, mình thấy được cái sự nó cũng không có được lơ mơ đó, thì có phải mình bị lọt vô cái tâm si không? Và và con kính xin Sư là chỉ cho con khi mà làm như thế nào để mà mình vung bồi, mình phát triển được cái xả giác chi. À, dạ con kính tri ân Sư. Dạ, Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Tha giá. Thì do điều kiện, những cái căn cơ của mỗi người nó khác nhau. À, có những chúng sanh á thì ngồi á thì rất là nhiều những cái cảm thọ khổ. À, nhưng mà cũng có người á thì rất là nhiều những cái trạng thái cảm thọ an lạc, không? Rồi cũng có người do cái căn cơ, những cái người này có cái trạng thái trung dung, quân bình, à, không khổ mà cũng không lạc. À, đó, thành ra mình á, mình biết bây giờ mình đang ở cái trạng thái nào, mình biết rõ cái trạng thái đó. À, nhưng mà đó cái khổ là nó là thô, nó dễ nhận thấy. À, nhưng mà cái lạc á là nó vi tế hơn, nó khó nhận biết hơn.
Rồi đến cái mà cái thọ xả đó, tức là quân bình đó, thì nó rất là vi tế hơn cái kia nữa. À, cho nên đó, có nhiều khi mà mình cái tâm mình, cái niệm mình mà còn yếu đó, thì mình khó mà bắt được những cái cảm thọ thọ xả. À, đó, cái thọ khổ mà là giống như là cái dấu chân mà in ở trên trên cái đất sình. À, nó rất là rõ. À, nó thô mà rất là rõ, dễ bắt, à, dễ niệm, dễ bắt lấy cái đối tượng. À, nhưng mà cái lạc á, cái lạc là nó vi tế hơn. À, cái lạc nó vi tế hơn là cái khổ rồi. À, nhưng mà cái sợ, cái quân, cái thọ xả nó quân bình trung dung á, là nó càng vi tế hơn nữa. À, cho nên á, là cái niệm, à, cái niệm phải thật là mạnh, à, mới trú vững trên cái thọ xả. Rồi nếu mà khi mà mình bắt không có được đối tượng một hồi đó, là tâm mình đó, nó lơ mơ, à, nó lơ mơ, nó rơi vào cái trạng thái mà hoài nghi. À, mình ngồi nãy giờ mình không biết mình tỉnh hay là mê, mà sao mình không có bắt được cái đề mục. À, nó rơi vào cái trạng thái là hoài nghi cái về cái pháp hành của mình. À, cho nên nó là mình phải biết, à, khi mà những cái cảm thọ này đó nó vi tế, thì mình sẽ lựa chọn một cái đối tượng nào rõ nhất ngay thời điểm đó, mình chuyển đổi qua, à, để mình bắt lấy cái đối tượng mà mạnh nhất, rõ nhất ngay cái thời điểm đó để mình thực hành. À, thì như vậy sẽ đem đến cái lợi ích trong cái pháp hành. Còn cái xả giác chi đó, nãy sư nói đó, tức là cái xả giác chi này đó, khi mình hiểu biết, à, cái pháp tạng, tức là sao, mình phải có cái thái độ, à, chấp nhận, à, chấp nhận trước nhân quả, chấp nhận trước cái phước của mình này, chấp nhận cái pháp. À, mình biết là tất cả, à, danh sắc đều phải chịu chi phối bởi cái vô thường, khổ và vô ngã. À, khi mà mình nhìn thấy cái tâm mình á, nó quan sát cái cảm thọ khổ, nó không cũng bực bội, mà mình quan sát cái trạng thái mà không khổ không lạc, nó cũng không ham thích. À, đối với các đối tượng nó chấp nhận một cách bình thản. À, thì như vậy đó, gọi là cái thọ, à, cái xả giác chi, tức là chúng ta phải hiểu biết và chấp nhận pháp, thuận pháp, tùy pháp. À, đối với nhân quả, à, đối với cái định lực của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, à, cái tâm mình vẫn chấp nhận bình thản, à, không bám níu mà cũng không xua đuổi, à, mình giữ cái thái độ quân bình trung dung, thì đó gọi là xả giác chi. À, xin giải đáp cái thắc mắc của tịnh tâm. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con từ mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính lễ Sư Pháp Thanh, Sư Thanh Tâm và Sư Pháp Trang, cùng quý anh chị trong đạo tràng và bạch sư. Con hôm nay có cái câu hỏi, nhưng mà câu hỏi của con ngoài cái đề tài, cái bài học hôm nay, bạch sư. Bạch sư Quan Hỷ giảng cho con hiểu rõ về cũng như là như một cái vị hành giả đó, mà trước khi họ
với cái tâm tận, với cái cận tưởng mà cái vị hành giả đó đã tự tâm nào thì tục sinh tâm đó. Khi mà vị hành giả đó đã đi rồi, bạch sư đã đi rồi đó, thì đã xong cái phần đó mà bạch sư, thì họ diệt, thì họ sanh tại chỗ. Nhưng mà theo quỷ là Đức Phật đã dạy như vậy đó, thì tại sao mà con có thắc mắc mà con không hiểu ở phía sư sau lưng cái vị hành giả đó, thì các sư thầy và thân nhân vẫn tiếp tục cầu siêu, thì con không hiểu. Siêu thì đã siêu rồi bạch sư, còn cầu siêu này là cầu siêu với cái ý nghĩa như thế nào? Con mong bạch sư giảng giải cho con hiểu, để cho con nhận rõ được cái nhìn, cũng như là rõ nét hơn, cũng như về cái chánh tri kiến, để cho con không có còn hoài nghi với bạch sư. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con kính dân bạch sư ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Nam Mô Bố Tha, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Cái vấn đề mà cái thắc mắc của cô Từ Mẫn á, thì cái vấn đề này nó cũng hơi nhạy cảm. Nhưng mà chúng ta biết đó, có những cái là chúng ta làm theo cái pháp thế gian. Bây giờ á, thí chủ người ta thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu, bây giờ không lẽ nói sư tăng nói sao mà không siêu, phải không? Cho nên á, hồi đó ngài Giác Chánh ngài hay nói vui á, đó là tôi á, ta thỉnh tôi tụng kinh cầu siêu á, tôi thấy ít hơn là tụi thỉnh cầu an. Tại vì á, tụng cầu siêu, có siêu không siêu, đâu ai biết, không? Nhưng mà họ đang bệnh, họ thỉnh cầu an mà họ không an á, là họ chê mình tụng dở, không có linh. Cho nên á, một chúng sanh á, thì quý vị học trong nhiều diệu pháp quý vị thấy rồi, là một chúng sanh á, khi mà cái tâm tử nó đến, thì theo cái duyên nghiệp chúng sanh này tục sanh đến một cái cảnh giới mới. Cái thức nó sẽ nương gá vào một cái điều kiện hoàn cảnh mới để tạo nên một cái đời sống tương lai. Cho nên á, cái vấn đề mà lâu nay thì sư cũng hay nhắc quý vị là mình phải tự cầu siêu cho mình, chứ mình đừng có đợi tới tôi chết rồi thỉnh năm ông mười ông, năm vị sư mười vị sư để cầu siêu. Cái đó chưa chắc, chưa chắc siêu không siêu, phải không? Mà khi mà quý vị ngay trong đời sống, ngay trong ngày hôm nay, ngay trong giây phút này, quý vị làm những cái điều lành, những cái điều thiện, tránh xa những cái điều ác, quý vị giữ tâm trong sạch như lời Đức Phật dạy, thì ngay giây phút đó, ngay sát na đó, quý vị siêu. Chứ có gì đâu. Thật sự siêu, siêu đây là gì? Nói cho nó vui gì đó. Một cái thế giới khổ đau và một cái thế giới an tịnh. Chứ con không. Đó, cho nên á, là chúng ta phải biết như vậy để mà mình tự mình cầu siêu với mình. Đừng có chờ đợi ai đó, mình phải tự cứu lấy để mình. Đức Phật đã dạy rồi. Mình tự cứu lấy để mình tự xây hòn đảo để nương tựa. Không nên nương tựa một nơi nào khác.
đó. Cho nên á, là cái vấn đề đó là Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài, Ngài cũng có giải thích là sao? Âm siêu dương thới. À, bây giờ đó, cái người chết thì luôn luôn với cái tâm mà luyến ái cái thân bằng quyến thuộc. À, ai cũng muốn cho thân bằng quyến thuộc của mình á, đi đến những cái cảnh giới an vui, không? Cho nên bây giờ á, người ta muốn và chư tụng kinh, nhưng mà đó chính cái tâm phiền não này nó làm cho cái người sống buồn rầu uất ức. À, không, thì cái trạng thái tâm của thân nhân lúc này là nó đang ở cảnh giới khổ. À, bây giờ muốn cho nó siêu á thì sao? Đức Phật à dạy à các pháp hữu vi Phật không bền vững. À, nó có tánh sanh diệt là thường. À, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Khi mà mình hiểu biết như vậy đó, à, cái quy luật đó là đương nhiên, hay là cái quy luật mà à vô thường là luôn luôn là biến đổi. À, sanh diệt, sanh diệt. À, chính vì nó sanh diệt nó khổ ha. À, các pháp hữu vi là không bền vững, nó có tính sanh diệt là thường. À, pháp nào có tên gọi là vô thường là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Đó, đó, mình biết như vậy, các pháp này không phải chỉ để riêng cho một cá nhân ai. À, thì khi mình hiểu vậy, cái tâm buồn rầu và uất ức của cái người thân nhân của người chết này nè, nó hết, nó chấm dứt, thì cái người này nó thoát khỏi cái khổ đau ở trong tâm. Thì chính cái người thân nhân nó siêu á, còn cái người chết siêu không siêu chưa biết rồi nha, thấy không? Đó, cho nên á là chúng ta làm để mà được cái siêu của cái người sống hiện tại. À, rồi biết đâu chừng chính nhờ cái phước thiện của cái thân bằng quyến thuộc này mà cái người quá vãng đang ở trong cái cảnh giới khổ đau, mong chờ cái thân bằng quyến thuộc hồi hướng. À, nhờ cái phước này đó giúp cho cái người này thoát khỏi cảnh giới đau, tái sanh về cái cảnh giới an vui. Đó, cho nên á là Ngài Hòa Thượng Ngài nói không, âm siêu dương thới. Cái người còn sống nghe được cái lời dạy của Đức Phật, à, cái tâm thời thới hân hoan, à, khỏi cái phiền não khổ đau. À, thì nó cũng ở vào cái cảnh giới an ổn, à, cũng là siêu. Mà cái người mà người quá vãng rồi đó mà may mắn ở trong cái cảnh giới đang chờ được cái người thân bằng quyến thuộc hồi hướng thì cũng thoát khỏi cảnh giới khổ đau, không? Nhưng mà chẳng may cái người này đó ở những cái cảnh giới khác, ví dụ như ở cảnh giới chư thiên thì ta đâu cần, ta an ổn rồi, đâu cần gì mình cầu siêu, không? Còn như mà những cái cảnh giới mà nó cùng cực ở trong địa ngục thì làm sao mà hưởng được, nhận được, thấy không? Thành ra tùy theo, có lúc nó siêu nhưng mà có lúc nó không có siêu được, tùy theo cái duyên nghiệp mỗi chúng sanh. Cho nên á là bây giờ vì thí chủ thỉnh, à, thì chư tăng phải làm theo cái bổn phận. Còn siêu hay không siêu là do cái phước của mỗi chúng sanh nữa. À, cho nên á bây giờ á, quý vị biết không, nếu mà bây giờ gia đình ta có những cái sự việc xảy ra, có người quá vãng mà giờ mà thỉnh chư tăng mà chư tăng không tụng á, thì nói mấy ông sư này bình thường á mình hộ độ mình cúng cho mấy ông, mà giờ á mình có những cái chuyện á, buồn rầu vậy nè mà thỉnh mấy ông mà ổng làm cũng khổ cho mấy sư. À, nhưng mà
mấy sư thì chỉ làm cái bổn phận, à trùng tuyên lại những cái lời dạy, những cái pháp của Đức Phật, à để quý vị thức tỉnh hay biết, để thoát khỏi ra những cái buồn rầu uất ức, à thì nó xua tan đi những cái khổ đau ở trong nội tâm thì cúng xíu. À rồi nếu mà chúng sanh này đó đang ở những cảnh giới mà có thể nhận được cái phước báo của thân bằng quyến thuộc hồi hướng, thì may mắn vị này nhận được thì vị này xíu. Còn nếu mà ở những cái cảnh giới mà không nhận được thì cũng đành chịu. Nhưng mà khi mà quý vị làm phước là quý vị có phước trước. Cho nên chỉ nói ra chính mình phải mình làm phước. À, mình làm phước. À, rồi mình giống như mình phải đi làm. À, mình mới có lãnh lương, có tiền bạc để mình lo cho bản thân mình. À, mình nuôi thân bằng quyến thuộc, giúp đỡ cha mẹ, ha, mình cho người này cho người khác, mình phải có phước, mình có của rồi mình mới cho ai mình cho chứ, ha. Còn bây giờ cái người đó mình cho mà người ta không cần, người ta không nhận thì cái đó nó cũng thuộc về mình, không? Chứ đâu có tốn hao gì đâu. Giả dụ như mình hồi hướng mà cái người quá vãng mà nhận được thì tốt. Nhưng mà cái phước của mình cũng không bị tổn giảm. Mà bây giờ mình hồi hướng mà cái chúng sanh đó ở những cái cảnh giới mà không có nhận được thì cũng không sao. Cái phước của mình cũng vẫn còn. À cũng vậy. Đó cho nên á là chúng ta phải hiểu. Cho nên á là Đức Phật khuyên á là ngay trong đời sống hiện tại này, à chúng ta phải ráng cố gắng, chúng ta tạo phước. À, chúng ta làm những việc lành, những điều thiện để mà tự mình cầu siêu với mình. À, chứ còn mà Đức Phật cũng dạy đó. Đức Phật ví dụ cái gà dầu, à khi mà cái một cái gà dầu mà quăng xuống dưới sông, à thì tự nhiên á bây giờ á có cầu siêu không cầu siêu gì, cái dầu nó cũng nổi lên mặt nước. À, còn một cái ghè mà đựng đá, à quăng xuống dưới đáy sông, bây giờ ở trên này 100 người, 1000 người cầu khấn gian sinh cầu siêu, cái ghè nó có nổi lên được không? Được. Cái đó là cái quy luật tự nhiên rồi. Nhưng mà quý vị cũng thông cảm, có những lúc đó, chư tăng phải làm theo cái pháp thế gian. À có đôi lúc á chúng ta cũng phải nương vào tục đế, à nhưng mà có những lúc mình cũng phải đi vào chân đế để mà thoát ra những cái chế định của thế gian. À thành ra đó, à mình phải hiểu như vậy, à để dung hòa, à để dung hòa trong đời sống cho được an ổn. À đó, cho nên á là hồi đó ngài hòa thượng á nói là âm siêu, à dương thới, à người còn tại thế gian nghe rồi mình thoát khỏi những cái uất ức buồn rầu, à mình có cái nội tâm an ổn, à thì cũng siêu vậy, không? Rồi cái người quá vãng nếu mà ở trong cái cảnh giới mà có thể thọ lãnh được cái phước báo của quyến thuộc hồi hướng thì người ta thoát khỏi cảnh giới khổ đau, người ta cũng siêu. À, cho nên chúng ta biết như vậy để mà mình ráng mình tạo phước ngay trong đời sống hiện tại này, chứ đừng có chờ thân bằng quyến thuộc. À, mình chờ người ta cho nó khó lòng lắm, mà mình tự mình nỗ lực mình tạo thì chắc ăn hơn. À thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Từ Mẫn. À, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, như thay mặt đạo tràng kính tri ân anh Thính Pháp
và kính tri ân chị Từ Mẫn đã có câu hỏi rất là hay, để cho đạo tràng cùng nhau nghe câu trả lời của sư phụ Pháp Thanh. Và bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời sư Pháp Trang có thể thay mặt chư tăng để cho chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và Nguyên Như cũng xin mời chị Nguyên Trang có thể thay mặt đạo tràng để mà hồi hướng phước báo. Và sau đó thì room sẽ khép lại trong vài phút. Dạ, con xin mời sư Pháp Trang ạ. Nam mô Phật Thầy Giá. Thay mặt tọt Pháp Thanh Tâm Kính Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Te atalata soketa ralaha potasa sane arora soketa ho he saha sape he nyate fe pavatusa pamangkalanga kantusa padewata sa papuatano pawe nasada soate pavantute pavatusa pamangkalanga padewatam Tammano pawe na sada sote pavantu te pavatu sa pamangra kanto samba devata sa pasangkam. No pawe na sada sote pavantu te takao hàng có đến người á cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đơn của chư Phật, do nhờ hoài đơn của ma, do nhờ quay đơn tăng ca sự an là thường thường đến người cầu xin các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả tại xe tê gia chân ra ta xe tâm ma ta xe tâm ma ta xe tâm ma tu e đăng pha lăng e ta smen ra ta na ta gia smen sam ba cha đà na che e ta cho cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo hoa cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tố mỹ mãn, cho được thành tố mỹ mãn. A thu sa thu lành thai. Dạ, con Nguyên Trang, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay về xã giác chi. Và kính cảm ơn sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Ya devata san quiti hara vasini thu be kare po thi kare ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ha ra man da le te ra cha ma cha na wa ka cha fit ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sam pa na fu ta su ki ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sam be pi duk kha sa ka ron ta tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha buk ga la sang kho ho tu samak go wa attha ya cha hi ta ya cha am he rakkhata sutta dhammo sabbe pi dhamma charino vutin sampa puneya ma dhamma riyambave dite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến sư pháp tính.
Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến và tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và con kính mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Và ngày mai sẽ là ngày ôn vi diệu pháp do Nguyên Như trình bày. Và con kính mời quý cô chú Phật tử trở lại room ạ. Và con kính chúc quý cô chú có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và con xin tạm biệt đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, good night đạo tràng.